Xin chào các bác nhé. Tiếp tục em lại giới thiệu đến các bác cái dòng trầm. Đấy, đây là con trầm của Onkyo. Trầm này là phê lắm các bạn. Trầm này nó là trầm bát 20 đi các bác nhé, chứ không phải là bát 16, 18 như bình thường em hay quay đâu. Đấy, trầm này là trầm bát 20 và con trầm này nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đây, đấy, em sẽ giới thiệu sâu một chút. Đặc biệt ở chỗ nào? Thì như các con trầm bình thường các bác hay dùng đúng không ạ? Thì nó sẽ có hai cổng đầu vào đúng không ạ? À, nó sẽ có một cổng đầu ra, một cổng đầu vào nhỉ đúng không ạ? Đây, thì trầm các bác sẽ cắm một cổng đầu vào ở đây cho em nhé. Đấy, cắm cổng đầu vào đây. Con này thì công suất của nó là con này là công suất là 50W các bác nhé. Công suất là 50 này. Mã là SL27 các bác nhé. Mã là SL27, công suất là 50. Đấy, input ở đây nhá các bác nhé. Nó sẽ có một cổng input ở đây. Đấy. Mình cắm thì cắm chỉ cần một chân thôi là xong. Đấy, còn cái này là cầu để mình sau này mình có thích ghép thành bộ dàn 2.1, 3.1 thì mình ghép vào đây cho em. Đây, con này đây là nguồn này. Đấy, bật tắt nguồn này. Ở đây là có chỉnh cắt tần như những cái dòng khác này, cũng có cắt tần y chang như các dòng khác, được chưa ạ? Đấy, nhưng nó có một cái hay. Nó có một cái hay. Đó là nó có cái chế độ đánh direct ở đây. Tức là ngoài con này nhá, tức các bác nhá, ngoài cái yếu tố là kết hợp làm súp ra thì các bác có thể làm nó như một cái loa bình thường. Khi các bác bật chế độ direct này lên thì cái nguồn nhạc nó sẽ xông vào trong con này và nó đi qua bộ công suất, nó không qua cái bộ mà lọc tín hiệu đầu cao ra. Đấy, tín hiệu cao ra mà nó sẽ có cả tín hiệu cao vào đấy. Đấy là tần số cao đấy. Tần số thấp là tần số của trầm, tần số cao là tần số của trung và tép. Đấy. Thì khi các bác bật cái chế độ này lên, được chưa? Bật chế độ này lên thì cái loa này nó sẽ như là một cái con loa bát bình thường, được chưa? Khi các bác bật lên thì nó đánh như con loa bát kia luôn. Đấy, nó sẽ đánh như con loa bát. Còn khi các bác tắt đi thì cái phên mạch của nó sẽ tự động lọc cái giải tần số cao đó và nó sẽ bớt lại giải tần số thấp, đó là trầm. Thì cái bản chất của nó sẽ lại về đúng bản chất của nó là trầm. Đấy, thì đây là một cái mà rất là hay. Em thấy là kể cả mà cái thương hiệu nổi tiếng về trầm như Yamaha cũng ít con có cái chức năng này. Phải nói là ít con luôn các bác nhá. Đấy, kể cả những cái dòng mà đắt tiền của Yamaha cũng chưa có cái chế độ này. Đây là một cái rất là hay mà Onkyo người ta thêm vào. Đấy. Bởi vì là có những cái bài hát mà người ta không cần phải thêm trầm nữa các bạn. Có những bài hát người ta không cần thêm trầm thì người ta có thể tắt đi. Người ta bật ở chế độ loa lên thì nó có thể tăng thêm cái độ lớn của một con bát lên. Đấy, còn khi nào các bác nghe trầm thì các bác tắt đi. Được chưa? Đây là một cái điểm cộng, điểm rất là hay mà em thấy là con 207 này nó mang lại cho các bác. Đấy. Nó là trầm điện thế nên là đánh nó rất là khỏe các bác nhá. Trầm điện đánh nó khỏe hơn trầm hơi và nó có độ sâu, độ chắc. Đấy. Ngoài ra nó có thêm bộ cắt tần. Đấy, con này nó cắt tần rất là lớn nhá. Cái giải tần của nó là từ 50 cho tới 200 Hz đấy nhá. Bình thường các bác để ý cho em, các con trầm khác nó chỉ đánh tầm gì ạ? Từ 20 Hz cho tới là gì ạ? 80 Hz, hoặc từ 40 Hz cho tới 100 Hz, hoặc có thể từ 50 Hz tới gì ạ? 150 Hz. Nhưng con này nó đánh từ 50 cho tới 200 Hz. Tức là cái giải tần của nó rất rộng. Khi giải tần rộng, các bác có thể tần rộng thì các bác có thể điều chỉnh độ trầm, độ ấm của bát đến mức gọi là cực đại luôn. Nếu các bác muốn. Bởi vì 200 Hz của nó khi các bác mà vặn về tới em nghĩ nó tầm khoảng là 12 giờ này thôi, là cái độ trầm độ ấm của các bác gọi là nó siêu trầm siêu ấm rồi. Kể cả những cái loại loa mà gọi là ngang đến mấy thì ngang các bác nhá. Tức là nghe mà nó chối tai ấy, nó ngang ấy các bác, ngang phải phè ấy. Nhưng khi mà có con trầm mà nó kết hợp, các bác đưa lên cho em cái loại loa nào mà cứng đầu mà ngang nhất thiên hạ rồi thì các bác hay vặn cho em lên tầm khoảng 12 giờ đến 1 giờ thì cái âm trầm của con này nó sẽ hỗ trợ cho cái con ngang, cái con loa mà ngang như cua đó nó cũng phải ấm lên được. Đấy, thì đây là cái thế mạnh của Onkyo. Tức là họ không làm trầm thôi nhưng họ làm là làm ra gọi là làm ra trò đấy các bạn. Đấy. Hình như là con 407 nó cũng không có được 200 407, em nhớ nó chỉ được 150, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái con 207 này nó lại lên được tới 200 Hz này. Đấy. Thì cái này là em thấy là 207 là một cái gì đó nó được rất là ưu tiên. Bát 20, bát to rồi các bác nhá, bát to này. Đấy. Nói thì chắc có thể các bác không tin đâu nhưng mà các bác hãy cứ thử trải nghiệm đi. Bởi vì là em cũng đã nghe thử và trải nghiệm rồi và cái này là cũng là cái những cái ý kiến góp ý của những khách hàng
đã đến cửa hàng mua hàng nha em, có sự trải nghiệm thực tế rồi. Đấy là tất cả những cái gì mà em nói với các bác, là cái gì ạ, là sự trải nghiệm của khách hàng, là gì ạ, là sự trải nghiệm cá nhân của bên cửa hàng đấy. Thế nên là các bác cứ yên tâm mà dùng thôi, không phải nghĩ, bởi vì đã có người dùng rồi, rất nhiều người dùng rồi. Con này thì sâu của nó này, sâu của nó là 44 các bạn, rộng của nó là 23 và chiều cao của nó là 42 đấy. Thế thì bác nào mà chốt con trầm này thì alo em nhá. Bát của nó là dòng bát 20, bát đánh gầm các bác nhá, trầm đánh gầm này, bát 20, gân của nó dày kinh khủng luôn, các bác về các bác sờ sẽ thấy đấy. Đây nó là trầm đánh gầm các bác nhá, súp đánh gầm cực hay luôn. Súp đánh gầm thì tiếng lúc nào nó đậm và sâu hơn so với cả súp đánh sườn. Đấy thì bác nào chốt thì nhanh tay alo giúp em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Em xin chào các bác.